chi tiết xe ga 150cc mới đẹp long lanh, xịn ngang SH, giá 58 triệu đồng, sẵn sàng thay thế E-Blade. Xe ga MTX 150-2024 vừa được Quasimoto ra mắt thị trường toàn cầu. Về thiết kế, MTX 150-2024 mang phong cách thiết kế thể thao và hiện đại. Xe có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 1945, 755, 1320mm, chiều dài cơ sở là 1325mm, chiều cao yên xe 755mm, khoảng sáng gầm xe 140mm và trọng lượng 132kg. Loạt trang bị ấn tượng có trên MTX 150-2024 bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng với đèn pha, đèn hậu và đèn xi nhan đều là dạng LED, bảng đồng hồ dạng LCD hiện thị nhiều thông số sắc nét, bình xăng có dung tích lên tới 8 lít giúp người dùng có thể di chuyển những quãng đường dài. Các tiện ích hỗ trợ người dùng khác có thể kể đến hệ thống khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB. Hệ thống treo trên MTX 150-2024 là phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo cuộn giảm chấn dầu phía sau. Xe sử dụng bộ lốp có kích thước 110-80x14 ở bánh trước và 130-70x13 ở bánh sau. Cả hai bánh xe đều sử dụng phanh đĩa thủy lực cùng công nghệ chống bó cứng phanh, ABS hai kênh. Về vận hành, MTX 150-2024 được trang bị động cơ 150cc với công nghệ hybrid, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử EFI. Khối động cơ này cho công suất 15,8 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn 13,7 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 4,3 km/100 km.